Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây Thì ngày hôm nay là 31 tháng 10 năm 2022 Chúng ta chỉ còn rất là ít thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái tháng 10 này tại đây Và chúng ta sẽ bước qua tháng 11, rất là nhiều cái tin tức xung quanh thị trường tài chính nha anh chị nhé Và đến thời điểm hiện tại, đối với cái trên line mà chúng ta bàn ở trong ngày hôm qua Như anh chị thấy được là đây là một cái trên line tăng ở Trong cái thời điểm mà có sự bùng nổ về giá cả từ khu vực giá là khoảng 19.200 Bùng nổ lên khu vực giá là khoảng 21.000 đô và đến thời điểm này đến thời điểm này nếu chúng ta nhìn vào một giờ thì ngày hôm qua của nói với anh chị là chúng ta hãy nhìn vào đây và chúng ta hãy xác nhận rằng nếu nó phá qua cái cạnh trên lai tăng này đó cạnh trên line tăng này là cái khu vực hỗ trợ của những cái đường giá trong những cái thời gian vừa qua thì anh chị thấy được là nó cứ về là nó được bơm lên ha và trong ngày hôm qua trong ngày hôm qua thì chúng ta thấy được là giá cả đâm xuống và sau đó có sự bắt tết lại và tiếp tục từ chối đi xuống thì đây là một cái tín hiệu cho thấy là suy yếu về lực tăng và nếu mà chúng ta xét về cái mặt volume ở thời điểm hiện tại về cái volume giảm á thực sự là nó vẫn chưa giảm nhiều anh chị vì volume giảm hiện tại nó vẫn rất là thấp ha, volume giảm rất là thấp thì chúng ta chưa nên vội mừng ở khu vực giá hiện tại mà chúng ta nên quan sát thêm ở trong thời gian tới sẽ có diễn biến gì xảy ra đầu tiên á, là chúng ta thấy được là chúng ta có hai khu vực hỗ trợ đang gọi là quan trọng ở thời điểm hiện tại là đa click trăm 20.230 đô la và cái thứ hai nữa là view area 2 của chị báo trade volume profile này, cái đường màu xanh ở trên ha. Đây là khu vực mà đợt trước là nó có sự rút râu và đi lên khá là nhanh đó. Thì như thấy được là chúng ta còn hai khu vực hỗ trợ cần phải quan sát. Và ngày hôm nay á em sẽ chỉ ra cho anh chị những yếu tố nào mà chúng ta nên mua thêm hàng luôn nha anh chị nha và những yếu tố nào mà chúng ta nên gọi là chờ đợi đó, những cái cơ hội giá tốt hơn để gom hàng. Bởi vì ở thời điểm hiện tại khi mà volume nó thấp như thế này và lực bán thì vẫn chưa được xác định là ở thời điểm này anh đã muốn rơi mạnh hay chưa Hay là anh đang chờ cái tín hiệu và tin tức hay là anh đang chờ những cái dấu hiệu đã tăng trưởng như thế nào Thì tí nữa em sẽ chia sẻ đến anh chị Còn bây giờ thì trước khi đi đến nội dung chính video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị một tí về cái sự kiện là copy trading ở trên sàn giao dịch Bybit ha Thì anh chị biết được là trong thời gian vừa qua thì anh chị có cái tính năng là copy future copy future ha Thì trong thời gian tới nhà Bybit sẽ ra mắt thêm một cái tính năng nữa là copy giao ngay có nghĩa là giao dịch spot cho anh chị copy theo á và đến thời điểm hiện tại nếu như anh chị là những trader chuyên nghiệp về spot và anh chị muốn kiếm tiền từ cái thu nhập chia sẻ với bybit á, đó thì anh chị nên tham gia vào chương trình này bởi vì chương trình này sẽ áp dụng là từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 cho đến là 20 tháng 11 năm 2022. Đó và chúng ta sẽ thấy được là cái điều kiện rất là đơn giản để anh chị phải trở thành một cái chuyên gia giao dịch á là hãy hoạt động thực hiện uh, tối thiểu là 7 ngày giao dịch và cái mức ROI 7 ngày của anh chị phải lớn hơn bằng 10% thì à, 50 người giao dịch đầu tiên á thứ nhất là được vào để trở thành một cái chuyên gia giao dịch cho Baybit về sport ha thứ hai á, là sẽ được chia sẻ cái khoản thưởng là 5.000 đô thì tính ra là 5.000 đô thì à, 50 người giao dịch này mỗi người sẽ được 100 đô thì anh chị có thể là săn thêm thưởng và sau đó là chúng ta sẽ có những cái tấm vé để bước vào cái vòng trong để mà anh chị có thể là thành một cái chuyên giao dịch và kiếm được lợi nhuận đến từ sàn bài bích và những cái người mà sau 50 cái nhà giao dịch đầu tiên này á, thì anh chị sẽ nhận được là hai 000 USDT cho nên là đây là một cái điều rất là ngon và nếu mà anh chị đang muốn tìm kiếm thêm thu nhập ở trong thời điểm này khi mà anh chị có tài năng khi mà anh chị trading nó ok thì anh chị cũng có thể là tham gia vào và chúng ta xe thưởng và cũng như là kiếm lợi nhuận trong thời gian tới đến với cái mục là copy trade spot nha anh chị nhá thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề chính video ngày hôm nay như em nói á là cái mô hình uh, hai đỉnh ok mô hình hai đỉnh là cái mô hình mà rất là nhiều người đang quan tâm nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại mà chúng ta cần phải thấy đó chính là volume để chúng ta xác định là ừ chúng ta sẽ rơi thật sâu với cái lần này đi khi mà nó đâm lên đi ví dụ đây là cái lực tăng ha khi mà nó đâm lên volume thì thấp dần thì chứng tỏ là không có đủ volume để phá và ngược lại cũng như vậy khi mà chúng ta muốn phá xuống những cái hỗ trợ dưới này đó, chúng ta cần phải xác nhận là chúng ta có volume tốt ha chúng ta cần phải có volume tốt về lực bán để chúng ta xác định là chúng ta break xuống và chúng ta sẽ tiếp diễn cái mô hình hai đỉnh này và xảy ra cái tình huống tiếp theo đó và đó sẽ là cái điều mà em đang quan ngại khi mà hiện tại là đầu tuần và chúng ta chưa có những chuyển biến lớn về cái volume giao dịch chứng tỏ một điều là gì đến thời điểm hiện tại mọi người vẫn đang chờ đang chờ tin tức anh chị chưa mấy sao động ở thời điểm hiện tại và cái đó là cái đầu tiên ha và cái thứ hai nữa là khi mà anh chị nhìn vào một cái khía cạnh khác ở một cái chè khác đi. Đây. Anh chị sẽ đưa về khung ngày ha. Anh chị hãy đưa về khung ngày. Chúng ta thấy được là ừ, chúng ta đã có sự từ chối, chúng ta đang đi xuống rồi. Nhưng mà hãy nhìn vào volume ở khung ngày nó càng tồi tệ hơn là ở nhìn ở 4 giờ nữa. Và chúng ta thấy được là volume bán chưa ra. Ha, và nếu như mà chúng ta muốn thấy được là ừ những cái mức giá sâu hơn sâu hơn nữa để chúng ta gom á chúng ta cần phải có một sự rất cao đi xuống và với một cái volume bán tăng lên ha, và nhìn ở những lần trước thì nó như thế nào những lần trước nó như thế nào anh chị ở khu vực này thì chúng ta không quan tâm bởi vì là nó có cái sự giảm uh, kéo dài ha và cái sự giảm kéo dài bởi vì là chúng ta có sự giàn co nhưng mà chúng ta nhìn ở những cái lần mà nó phá thật sự này. chúng ta thấy nè khi mà giá cả nó chạy lên chạy xuống và nó xác định nó rất cao ra khỏi cái trên line này anh chị thấy được là gì volume tăng nó bắt đầu giảm lại và volume bán rất là lớn được kích ra ha và xác định rằng là ừ chúng ta rất cao đi xuống thật sự và nó rất cao và nó đi xuống rất là sâu và đây không phải chỉ là một lần mà chúng ta nhìn lại cái cú lần khoảng bốn bảy bốn tám ngàn này ok anh chị thấy là gì đó giá cả cũng tăng đúng không ạ volume cũng có lên xuống lên xuống ok và đến khi á nó đi xuống dưới cái cặp này nè đúng không ạ chúng ta thấy là nó cũng bắt đầu là yếu về volume và tại sao á những cái khúc mà nó gần wreck cao nó lại cần phải yếu về volume bởi vì nó sẽ đánh lừa. Nó sẽ đánh lừa anh chị bởi vì anh chị thấy nè, đó, về đây là có người gom lên đúng không ạ? Gom lên đúng không ạ? Đó thì chúng ta phải xác định được là khi mà nó phá ra là nó cần phải có một cái lực bán cực kỳ mạnh để nó xác định được là nó có giảm hay không. Đó và lần này khi mà nó giảm mạnh xuống, chúng ta thấy được là nó vẫn bắt test lại cái cạnh trên line này đúng không ạ? Chúng ta vẫn thấy là bắt test lại, bắt test lại cho đến khi volume bán kích lên và xác nhận là break cao thật sự Thì đó là những cái yếu tố mà em đang phải quan tâm ở thời điểm hiện tại Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy được là ừ chúng ta vẫn đang có cấu trúc là gì ạ? Tăng dần ở trong ngắn hạn Đúng không ạ? Đây là cấu trúc tăng dần ở trong ngắn hạn Và nếu như mà chúng ta muốn thấy được là những cái mức giá sâu hơn Ví dụ như là 17 mười 16 ngày hay là 13, 14 ngàn Chúng ta cần phải thấy được là ở trong thời gian tới khi volume tăng đã lên và bắt đầu suy yếu, chúng ta cần phải thấy được là volume bán cũng phải được kích mạnh lên. Ha. và cái thời điểm mà nó break out ra này là thời điểm mà chúng ta quan sát bởi vì sao và nếu như á bởi vì á, là nếu như thời điểm này khi nó rơi xuống nha anh chị nha khi nó rơi xuống đây và chúng ta thấy một cái lực hồi lên chúng ta chưa thấy volume bán tăng thì chúng ta không nên ha chúng ta không nên sót và chúng ta cũng không nên bán bất cứ cái thứ gì ở cái thời điểm này hết bởi vì sao bởi vì cái thời điểm nó sẽ đánh lừa anh chị cho nên là nếu thời điểm tới mà cái lực giảm nó xuống đây và nó lại về volume đi xuống như thế này thì anh chị cần phải lưu ý là chúng ta có thể là canh gom hàng nếu chúng ta xác định có một cú hồi lên thì chúng ta phải canh gom hàng ha đó đó là cái đầu tiên mà em muốn nói với anh chị còn nếu một cái trường hợp như em đang mong muốn là nó phá xuống volume bắt đầu tăng dần tăng dần tăng dần lên bắt test lại rồi thì thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta sẽ canh để bắt ở những vùng sâu hơn còn thời điểm mà nếu mà nó rơi xuống cái cạnh trên line này á mà anh chị không thấy volume bán mạnh và nó có tín hiệu tích cực để hồi lên thì anh chị bắt buộc phải gom hàng spot ha anh chị ha đây là cái dấu hiệu mà chúng ta nên quan sát bởi vì nếu mà ở thời điểm tới ở khu vực này mà nó được đỡ mà nó được đỡ thì chúng ta sẽ thấy được một sự tăng trưởng mạnh còn nếu mà chúng ta không thấy volume thì chúng ta bắt buộc là phải canh những vùng giá sâu hơn để gom và thời gian tới đó nếu như mà em có những cái gọi là dấu hiệu khi mà chúng ta ừ, đạt được cái khu vực giá này giả sử đạt được khu vực giá này em sẽ ừ chỉ ra cho anh chị là chúng ta nên gom hay không hay là chúng ta như thế nào và tất cả những nội dung của tụi em là miễn phí và không phải là lời khuyên đầu tư cho nên là anh chị cũng phải cân nhắc theo cái kế hoạch cá nhân đầu tư của anh chị ha còn kế hoạch của em là như vậy nếu giá đi xuống cái cạnh trên line dưới này của cái kênh giá mà chúng ta đang chạy chúng ta không thấy một volume bán nào mạnh khi mà tính tức ra đi chẳng hạn khi mà chúng ta không thấy volume bán mạnh thì chúng ta phải cầm để mà có thể là gom còn nếu mà thời điểm tới ở, ở khu vực này nó rơi xuống volume bán tăng dần tăng dần lên như những lần trước đó chấp nhận luôn hãy chờ để gom những mức sâu hơn và chắc chắn là cú drop cuối cùng của cái đợt cái này sẽ diễn ra ở cái thời điểm này nha anh chị nha và nếu mà nó xảy ra thì đó sẽ là một cơ hội rất là tốt cho anh chị Còn nếu nó không xảy ra thì anh chị vẫn còn cơ hội để gom hàng Ở quanh khu vực khoảng 19 cho đến 20.000 đô ở khu vực này ha Chúng ta vẫn còn cơ hội ở đó Nhưng đó là hãy sáng suốt và thật là cẩn thận Và đưa ra một cái bản kế hoạch là chúng ta nên gom hàng như thế nào Chúng ta nên bắt đáy ra làm sao Hay là chúng ta sẽ chờ những cơ hội thật là tốt như thế nào nha anh chị Thì đó là cái quan điểm của em ở thời điểm hiện tại khi mà em nhìn vào cái trạng và chúng ta chưa thấy dấu hiệu lớn về volume bán thì là về cái mô hình giá về volume thì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ chúng ta xem rồi cái tiếp theo chúng ta sẽ xem ở trong ngày hôm nay là gì hãy xem lại một lần nữa về cluster đã có những cái tín hiệu bắt đầu muốn quay đầu trở ngược rồi anh chị bắt đầu muốn quay ngược trở đầu rồi đó đang ở quá mua và chuẩn bị đang muốn giá cả đảo ngược về khu vực quá bán và cái tỷ lệ rơi của lần này nó sẽ thấp hơn cái lần 48.000 đô nha anh chị cho nên là em cũng không kỳ vọng quá xa và cái mức giá rơi khi anh chị thấy được là ở cluster ở khu vực là 47 48 000 Đây, nếu mà chúng ta gióng lên ha, thì 47 48 000 nè, cũng kháng cự luôn. Chúng ta thấy được là nó nằm ở mức khoảng 90. Đó, gần 90 là khu vực rất là đỉnh điểm và tạo ra một cái đà rơi rất là đẹp và xa, rất là dài ha anh chị ha. Đó. Còn thời điểm này á khi mà chúng ta thấy được là nó đang nằm ở khoảng là 76 gần 80 thôi thì chúng ta cũng có thể là kỳ vọng là ừ cái cú rơi này nó sẽ không quá sâu nó sẽ không quá sâu nha anh chị nhà cho nên là chúng ta cũng phải quan sát những cái vùng giá quanh khu vực là 17 bảy nếu chúng ta có volume bán tăng lên như em nói với anh chị chúng ta có thể là quan sát khu vực 17 bảy này để xem thử là cái phản ứng quét thanh lý của nó như thế nào và chúng ta sẽ tiếp tục uh, nhìn vào cluster ở trong khung ngày thì đó là cái chị bé đầu tiên cái thứ hai á là em sẽ đưa chạc về khung tuần và cái mà em sẽ sử dụng ở đây là rsi ha à, em sẽ sử dụng rsi và đối với RSI ở đây em sẽ chỉnh là một tí Cả cái này hôm bữa em có lưu rồi mà không biết tại sao nó lại không có xếp lại cho em à, nó không có xếp lại cho em ok đây về RSI ở khung tuần chúng ta hãy nhìn uh, nhiều cái góc thời gian trước ha ở khung tuần ha chúng ta nhìn ở khung tuần chúng ta có cái gì chúng ta đang cấu trúc là giảm dần đây chúng ta có thể kéo cái trên line đơn giản như này chúng ta thấy được là chúng ta đang giảm dần và chúng ta nhìn ở RSI không tuần chúng ta có cấu trúc là tăng dần thì đây được gọi là là gì anh chị thì đây á, được gọi là hidden periodic divergence hay nói tiếng việt là phân kỳ giảm phân kỳ ẩn giảm giá phân kỳ ẩn giảm giá thì chúng ta thấy được là nó trái ngược nhau như thế này thì cái tỷ lệ mà hiện tại á, nó rơi xuống rất là cao ở khung tuần nha anh chị. Chúng ta thấy được là đó, chúng ta có những cái đỉnh sau thấp dần xuống đấy và cũng như là RSI sai thì có những cái đỉnh uh, sau thì nó tăng dần lên thì đây là một cái cấu trúc bearish có nghĩa là cấu trúc xấu cho thị trường đó anh chị. Thì uh, chúng ta sẽ quan sát ở trong thời gian tới đối với cái mô hình này đối với cái chỉ báo mà nó đang diễn ra và nó đang chỉ ra chúng ta thấy ở hiện tại. Cái thứ hai nữa. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta kéo chúng ta kéo một cái trên line đối với RSI trước ha hãy kéo cái này to ra một tỷ ok chúng ta hãy kéo một cái trên line xuống đây anh chị thấy được là chúng ta đang nằm ở cái khu vực kháng cự của rsi đúng không ạ chúng ta đang nằm ở khu vực kháng cự rsi cái thứ hai nữa đây chúng ta lại có mô hình giá như thế này là chúng ta đang đi xuống đúng không ạ chúng ta đang đi xuống mà chúng ta chưa có dấu hiệu là up trên đó, và khi nào mà chúng ta thấy được là cái sự phá vỡ của RSI đi lên và giá cả cũng tương tự như vậy thì chúng ta ừ nó có thể hoàn toàn là một cái tín hiệu uptrend còn thời điểm hiện tại thì chưa ha nhìn về một cái RSI ở khung lớn như thế này đó và nhìn về cái mức giá đang đau trên như thế này chúng ta chưa có một cái tín hiệu chứ chúng ta chưa có một cái dữ liệu nào để mà xác định được là chúng ta đã uptrend hay chưa ha còn hiện tại thì em vẫn thấy nó là đang đau trên Ok, thì chúng ta đã nhìn ra những cái góc nhìn ở khung tuần, khung ngày cho đến 4 giờ Nhưng mà chúng ta nhìn ở đây, chúng ta có một cái rất là quen thuộc ở 4 giờ mà nó liên, liên có sự liên kết gì đó đến khung thời gian là khung tuần luôn anh chị Là chúng ta có gì anh chị, chúng ta đang có mô hình hai đỉnh và chúng ta đã phá xuống cái đường netline Đúng không ạ, anh chị hãy nhìn cái mô hình này nha, cái mô hình ở khung lớn Chúng ta phá xuống đường netline và chúng ta đeo chơi đến bây giờ đúng không ạ đó còn ở khung thời gian 4 giờ nếu chúng ta nhìn vào cái cái thời điểm hiện tại ở khung thời gian 4 giờ đi anh chị đây chúng ta cũng có mô hình hai đỉnh đúng không ạ à? chúng ta cũng đang chuẩn bị phá vỡ netline thì chúng ta hãy mong chờ ừ là một cái lực phá ra mạnh mẽ đi xuống giống như ở khung tuần luôn anh chị hãy nhìn ở khung tuần cái lực bán nó như thế nào khi mà nó phá vỡ ra netline đây lực bán tăng lên đúng không ạ à? đó lực bán tăng lên và phá vỡ cái netline đi xuống thì nó tương tự nhau thôi anh chị thật sự là những cái mô hình này anh chị áp dụng ở trên cái chạc nào nó cũng như vậy cả nó y chang nhau hết đó cho nên là chúng ta hãy nhìn vào cái volume hãy nhìn cái volume để xác định là chúng ta có gãy chen và đi mạnh xuống dưới hay không và đây là cái yếu tố này đây là cái yếu tố ở khung tuần và chúng ta cũng nên áp dụng cái góc nhìn ở khung tuần này vào 4 giờ vì chúng ta đang có cái mô hình giống rất là giống thời điểm hiện tại đó chúng ta cần phải phải deadline này với một cái volume lớn volume được kích lên thì chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ có những cái khu vực giá sâu hơn anh chị ha thì ngày hôm nay á thực sự là cũng không còn quá nhiều thứ để chúng ta phân tích với nhau và em cũng đã phân tích rất là kỹ cho anh chị rồi Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi cái gì anh chị Đợi là chúng ta có volume để phá mặt hay không Khi mà trong thời gian tới tin tức sẽ được ra một cách rất là ồ Và nếu video này á mang lại những cái giá trị để anh chị tham khảo và giải trí Anh chị nên nhớ là hãy tham khảo và giải trí thôi và khi mà anh chị lên một cái kế hoạch đầu tư của mình ở trong thời gian tới Như em đã nói với anh chị rồi Là hãy xác định rằng đây á, sẽ là cái thời điểm rất rất là quan trọng bởi vì nó sẽ xác định là chúng ta còn một cú rơi mạnh hay không hay là chúng ta sẽ dừng ở đây và chúng ta sẽ có một cái đề tăng trưởng hay gì chúng ta phải quan sát ở thời điểm hiện tại như thế thì nếu video này á, mang lại những cái giá trị để anh chị có thể là lên một cái kế hoạch đầu tư cho riêng mình cho cá nhân bản thân anh chị á, thì anh chị đừng quên để lại một nút like và nút đăng ký để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau